Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 186. Có những người tu của chúng ta có những ý nghĩ rất là lạ. Họ thường lo cái việc sau này khi mình chết sẽ làm tang lễ như thế nào, hoặc trang trí như thế nào, hoặc là đãi ăn đãi uống cho người ta làm sao. Những cái việc này nó không có dính dáng đến cái việc mà Phật A Di Đà tiếp dẫn. Như vậy nhớ, Phật A Di Đà tiếp dẫn dù là một căn nhà rách, dù là một cái nơi quan tàn, cái nơi mà dơ giấy, nhưng mà con người được Phật A Di Đà tiếp dẫn này là con người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì Phật A Di Đà rước, chứ không có nói là trang hoàng sao sao sao. Quý vị coi lịch sử ngày xưa, những người niệm Phật giảng sanh nghèo nàn, nhìn thấy thô thiển, nhưng cái tâm người ta niệm Phật thì rất chân thật, người ta nương vào bổn nguyện thì rất là chân thật, không có một cái ngoại duyên nào mà làm cho người ta dao động tâm niệm Phật hết chứ. Người này Phật A Di Đà rước. Nên những đức mới nói câu đầu là có những người tu chúng ta rất là lạ. Lo cái việc cần lo thì không lo, còn cái việc nó không cần thiết gì mấy thì lấy cái đó làm chính, còn cái việc cần thiết nhất thì không chịu lấy đó làm chính. Thí dụ như bây giờ khi mình chết đi, cái việc này để cho người còn sống lo, còn cái việc chúng ta mỗi ngày đặc biệt nhất là nhiệt tình mình sống, mình phục vụ chúng sanh, lo lắng cho mọi người. Nên cái câu người xưa nói một câu: lo cái lo trước thiên hạ, vui cái vui sau thiên hạ. Cái đó gọi là diễn cảnh. Nhưng người niệm Phật chúng ta trong tâm của mình là lấy chánh tu niệm Phật luôn luôn đặt để trong tâm. Nên một con người niệm Phật, tín nguyện của chúng ta từ từ rồi về cái việc niệm Phật tu hành của mình, giống như mình đem mình gói gọn để trong tâm, và từ từ nó phát ra một cái tướng như là ngoại duyên của mình là lo cái việc chúng sanh, thương yêu chúng sanh và sống rất là vui vẻ tự tại đối với chúng sanh, kẻ mê hoặc điên đảo hay người tu đạo, chúng ta cũng đều sống với họ rất vui vẻ an lạc. Còn cái việc niệm Phật giảng sanh của mình hình như gói gọn để trong tâm của mình, tại vì lấy cho đó làm chính, lấy cái gốc. Quý vị thấy cái gốc thường ở đâu? Cái gốc thường nằm sâu dưới lòng đất, đúng không? Nhưng cành lá hoa quả và thân cây chúng ta thấy phía trên, nhưng chỗ nào là chỗ điểm quan trọng nhất? Là gốc. Nên chúng ta lấy cái gốc niệm Phật làm chính,
Không có cái nào vượt qua được chỗ này. Nhưng chúng ta ẵn sâu nó vào tâm khảm. Dù cho là sự cố gì xảy ra thì chúng ta cũng luôn luôn là một câu Phật hiệu này niệm không thay đổi. Nhưng cái hiện tướng, đây gọi là càng tu càng vì sao á, cái hiện tướng thì cái ngoại duyên ngoại cảnh mình sống rất là đặc biệt và vui vẻ, hòa nhập được với thiện và ác. Thiện không bị nó buộc ràng, ác không bị nó làm mình mê hoặc, dính vào nó và sanh phiền não. Luôn luôn lấy chánh hạnh niệm Phật, giữ cái tâm này kiên cố. Đối với mình thì hình thức hình như không đặt vấn đề, nhưng đối với chúng sanh nào thích hình thức thì tùy duyên mà giúp, để dẫn dắt họ đi theo con đường niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này quan trọng lắm quý vị à. Đó. Từ nơi đó mà tất cả những người niệm Phật của chúng ta phải nhớ luôn luôn lấy câu Phật hiệu làm chính nhất. Đừng bao giờ thay đổi chỗ này. Còn đối với cảnh duyên đang sống thì có sự thay đổi. Tại vì theo căn tính của con người nó có sự thay đổi. Nhưng mà đối với chính bản thân của mỗi một người mình niệm Phật là phải giữ cái tín nguyện niệm Phật thật là kiên cố. Dù là không cần nói nhiều dòng do gì vì một chúng sanh tùy duyên mà nói. Còn riêng chính bản thân mình là mình phải lấy cái tâm niệm Phật đó thật là kiên cố. Luôn luôn là lưu dấu trong tâm của mình chắc chắn. Giống như là mình thương thầm nhớ chợt một người nào không nói ra được, nhưng mà trong tâm lúc nào nó cũng hiện ra cái hình bóng của người đó. Quý vị coi coi cái tâm niệm Phật của mình có như vậy hay không. Thí dụ như có những người thương thầm nhớ chợt ai đi, giống như nhìn mặt người ta thì giống như ghét người ta, nhưng mà thật sự trong lòng nó thương thầm nhớ chợt người ta, không nói ra nên lời được. Nếu như con người niệm Phật mà cái tâm đó thì làm gì mà không giảng sanh. Nên Đại sư Thiện Đạo ngày nói rằng vạn người niệm Phật, vạn người giảng sanh là cái tâm đó đó. Cái tâm niệm Phật mà kiên cố tâm đó đó. Dù là không nói ra nhiều nhưng mà lúc nào cũng là câu Phật hiệu thường phát triển. Vì sao? Vì mình nhớ ai với là Phật vô cùng, để Ngài trong tâm khảm của mình. Vậy thì vạn người niệm Phật, vạn người giảng sanh, đúng rồi. Từ nơi đó mà mình phải lấy niệm Phật làm chính. Vậy thì cuộc đời tu của mình chắc chắn là có kết quả. Vì mình lấy câu Phật hiệu làm chính rồi, vậy thì tất cả những cái ngoại duyên ngoại cảnh không có một cái gì mà nó làm cho mình dao động tâm được cả. Vì mình lấy câu Phật hiệu làm chính. Thí dụ như quý vị coi một cái gốc cây, nó kiên cố với lòng đất. Có bao giờ mà lật ngược cái gốc cây lên trên cái ngọn cây không quý vị? Không có. Đã là cái gốc cây thì nhất định là nó nằm ở dưới lòng đất chắc chắn à. Phải nhớ, cắt chỗ nào còn có thể sống được, chứ nếu như cắt ngay cái gốc cây là chết. Giống như chúng ta kiên cố tâm niệm Phật, hình thức gì còn có thể thay đổi, nhưng về cái việc niệm Phật của chúng ta là không thay đổi. Nếu như chúng ta thay đổi phương pháp niệm Phật thì chắc chắn chúng ta sẽ lún vào một đời này rất là ổn, quá ổn. Phải nhớ, không biết chừng nào mới có nhân duyên gặp được Pháp Môn Tịnh Độ, mà gặp được những người chúng ta cùng tu, mà chuyên nhất tu, để cùng chia sẻ nhau, để gây dựng tín nguyện tu niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc là một cái việc vô cùng quan trọng. Vì sao? Vì nó là cái việc để giải quyết tất cả những vấn đề vấn nạn khổ đau trong cuộc đời chúng ta vô lượng kiếp. Việc này phải là nhắm mục tiêu cho thật chuẩn. Khi mục tiêu này thật chuẩn rồi thì đối với ngoại duyên ngoại cảnh chúng ta không còn bị trở ngại nữa. Vì sao? Vì một câu A Di Đà Phật này chúng ta quá chuẩn sâu vào chính nó, và nương vào hoàn toàn vào câu Phật hiệu, không bao giờ chúng ta dao động tâm đối với ngoại duyên ngoại cảnh. Không có một cái thứ gì có thể thay đổi cái tâm niệm Phật của chúng ta hết. Không có nói là chồng, vợ, con, cháu, của cải, sự nghiệp gì hết.
để thay đổi được cái câu Phật hiệu này để làm gốc hết. Nếu thay đổi câu Phật hiệu này, chắc chắn là chúng ta sẽ luống vào một đời mình rất là uổng. Nên phải lấy câu Phật hiệu làm chánh tu là như vậy. Phải nhớ, khi lấy câu Phật hiệu làm chánh tu thì tất cả những cái chợ tu sẽ quy về một điểm. Thí dụ như quý vị nhìn nhận biển cả rộng lớn mênh mông là chính của cái rộng lớn. Còn sông gạch đều quy về biển cả, vì biển cả lớn, sâu, trũng. Còn tất cả những dòng nước từ kênh gạch đều là cao, thì đều dốc thẳng về biển cả. Nên chúng ta lấy chánh tu là câu Phật hiệu, chân thật niệm Phật, ai nói gì mặc kệ, giữ cái chánh tu này cho thật kiên cố, thì tất cả những cái chợ tu đều là quy về chánh tu. Nên chúng ta là người niệm Phật phải biết điểm nào là chánh, điểm nào là phụ trong cuộc đời này. Tất cả những cái phụ chúng ta đang sống, đang làm, đang vui vẻ, đang tùy thuận chúng sanh, từ ăn uống ngủ nghỉ, hay tất cả những cuộc vui gì, tất cả những cái trợ duyên này để dẫn dắt đến cái chỗ chánh tu niệm Phật. Phải nhớ nha, quý vị phải nhớ chỗ này. Nếu quý vị nắm được chỗ này thì chắc chắn rằng cả cuộc đời chúng ta tu, chúng ta sẽ biết nguồn gốc của cái điểm chánh và trợ. Tại vì sao? Vì tất cả những cái ngoại duyên chúng ta đều là có phương hướng quy về câu Phật hiệu. Vậy thì quý vị tu không bao giờ bị tạp. Có nhiều người tu bị tạp tu là do gì? Lúc họ thì sử dụng chánh tu, nhưng lúc thì họ lấy chợ tu làm chánh, lúc thì họ lấy chánh tu, lúc họ lấy chợ tu làm chánh. Họ cứ thay đổi rất thất thường. Thí dụ như có những người, người ta chuyên từng chuyên niệm Phật, tự nhiên cái người ta nghe nói đệ tử quy, cái người ta lấy đệ tử quy làm chánh tu, cái lấy câu Phật hiệu làm chợ tu để gầy dựng cái gốc của đệ tử quy thập thiện và cảm ứng thiền. Tự nhiên người ta lấy chỗ này làm gốc à, cái người ta bỏ câu Phật hiệu. Mà trong khi á, chúng sanh bây giờ á, mà nếu lấy ba cái thứ này làm gốc thì không mấy người làm được. Nếu mà nói về tịnh độ mà lấy cái chỗ này làm chánh tu á, thì chắc chắn là ít ai mà tu nổi, và người ta sẽ bỏ tu. Nên Đức Thế Tôn á, cái thời ngày còn tại thế, 1000 năm đầu thì ngài đưa lên giới luật, người tu giới luật thành tựu. 1000 năm sau thì người tu thiền định thì cũng vì giới luật thôi, thành tựu. Và tới thời mạt pháp thì Đức Thế Tôn ngài quyền ký là người niệm Phật thành tựu. Đó. Vậy thì mình lấy niệm Phật làm chánh tu, còn những cái kia là từ nơi câu Phật hiệu niệm và nó phát triển ra. Nếu như mình có khả năng thì mình cũng gạo sơ qua một chút. Vì đây là những con người họ đem Phật pháp họ chia sẻ, họ hoằng truyền, nên có những cái chỗ để mà hoằng truyền Phật pháp. Còn nếu như người thật sự một đời này muốn giảng sanh về thế giới Cực Lạc, vậy thì một câu A Di Đà Phật là ngay cái gốc. Mà cái gốc này sẽ phát triển ra cành lá hoa quả đầy đủ viên mãn hết. Quý vị phải nhớ rằng trong thời mạt pháp này, cái gốc là câu A Di Đà Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật này sẽ phát triển ra đệ tử quy, thập thiện và cảm ứng thiền, đầy đủ tất cả những cái tư tưởng sống trong cuộc đời này, là cái gốc là từ câu A Di Đà Phật. Chứ không phải là trong thờ Đức Phật còn tại thế, mà 1000 năm đầu thì chúng ta phải lấy giới lực để tu, cũng đạt định để thành tựu chứng quả. Đó là tu về giới lực thì gọi là đệ tử quy, cảm ứng thiền, thập thiện nghiệp. Cấm ba cái gốc này để trì giới, phải nhớ. Còn 1000 năm sau thì thiền định cũng còn cái việc đi sâu vào trì giới. Nhưng mà thời mạt pháp thì Đức Phật đã nhìn được căn cơ con người, nên Đức Phật chỉ lấy niệm Phật, niệm Phật làm gốc, rồi trì giới từ câu A Di Đà Phật luôn. Quý vị coi cái căn tính của mình bây giờ nè, chư tổ sư dạy
mình gặp một cái việc không vừa lòng không vừa ý, chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật. Gặp một cái việc thuận lòng thuận ý, dính mắc vào nó, niệm một câu A Di Đà Phật. Thuận hay nghịch gì cũng niệm một câu A Di Đà Phật. Thì giống như bây giờ cái người trì giới gặp cái sự bất hòa bực bội, thì từ cái trì giới đạt định mà không bị nó ô nhiễm tâm, họ dùng cái khả năng, cái sức định thấy và nghe cũng như không thấy không nghe, sức định không bị ô nhiễm. Còn bây giờ mình thì dùng một câu A Di Đà Phật này, cái thấy cái nghe trước mắt của mình, thì chúng ta cũng là A Di Đà Phật. Thấy cái gì cũng A Di Đà Phật, nghe cái gì cũng A Di Đà Phật. Như thế nào? Đó là chúng ta thường niệm A Di Đà Phật. Gặp thiện cũng A Di Đà Phật, mà ác cũng A Di Đà Phật. Trở về chính mình là chánh tu ngay câu A Di Đà Phật này. Và chúng ta đủ nhân duyên thì đem cái nhân cách sống của chúng ta áp dụng vô tất cả những con người, giống như là trợ tu. Tại vì cuộc sống chúng ta đang sống là đang trợ duyên nhau, nên chúng ta kết hợp cái cuộc sống đối nhân sinh con người. Nhưng toàn bộ là điều tùy duyên để quy về chánh tu là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đúng, vậy là đúng. Còn nếu như quý vị bị trợ tu lôi dẫn dắt đi luôn, và quý vị lấy trợ tu làm chánh, lấy chánh tu làm trợ, thì tức khắc quý vị chánh trợ không rõ ràng. Người niệm Phật như vậy nhất định giống như chúng ta bị tạp tu. Nên mình chuyên tu là mình phải nhắm ngay cái gốc câu A Di Đà Phật này, không bao giờ thay đổi. Thì quý vị cứ niệm hoài lâu dài, niệm cả đời không thay đổi, chắc chắn rằng nó sẽ phát triển ra tất cả những cái hành động sống gì quý vị, đón nhân xử thế, tự nhiên quý vị sẽ hiểu biết. Nên đại đạo lão hòa thượng Ái Hiền, ngày niệm câu Phật hiệu này 92 năm từ khi thầy dạy, thấy không? Đây là tấm gương, nên hòa thượng Tịnh Không ngày tán thán hết lời, tán thán đến mức cùng cực luôn, còn gì nữa. Như đại lão hòa thượng Tịnh Không nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, vậy mà ngài nói ngài bái hòa thượng Ái Hiền làm thầy, trong khi hòa thượng Ái Hiền không biết một chữ, chưa từng giảng kinh thuyết pháp, vậy mà đại lão hòa thượng Tịnh Không là bái hòa thượng Ái Hiền làm thầy. Khuyên tất cả những người niệm Phật nên học theo hòa thượng Ái Hiền. Cái lời đó vô cùng từ bi, biết rằng cái việc của ngài làm là khó ai làm được. Giảng kinh thuyết pháp hơn 60 năm, kết nạp tôn giáo đi khắp nơi nơi trên thế giới, làm những việc mà đâu phải ai cũng làm được đâu. Quý vị muốn học theo cũng khó làm theo được. Giống như cái câu của ngài giảng, ngài nói cái người sau này mà muốn học theo con đường đi của tôi thì phải giỏi hơn tôi gấp 10 lần thì mới học theo tôi đi con đường này. Nghe chúng ta còn chưa hiểu. Ý nói nếu như quý vị muốn đi theo con đường giống đại lão và thượng Tịnh Không thì phải giỏi hơn ngài gấp 10 lần. Quý vị nghe ngài giảng thuyết đoạn này không? Khi ngài học giáo với thầy Lý Bỉnh Nam, thầy Lý Bỉnh Nam giảng pháp 1 tiếng đồng hồ, hòa thượng Tịnh Không có thể giảng lại y rang như vậy luôn, 95%. Ngài nói 95% chứ mình nói bảo đảm 100% luôn. Bây giờ chúng ta có khả năng này không? Có khả năng nghe một bài giảng giảng lại 95% không? Đừng nói 95, 75% cũng không được. Đừng nói 75, 50% cũng không được luôn. Nên ngài mới bái hòa thượng Ái Hiền làm thầy, vì cái việc làm của ngài là hy hữu, đến thế gian đi thị hiện, khó ai làm theo được. Nếu quý vị là người thật sự niệm Phật cầu sanh cực lạc, tôi nhìn căn cơ của tất cả quý vị nên học theo hòa thượng Ái Hiền là tốt nhất. Đại lão hòa thượng Ái Hiền thị hiện đến thế gian không biết một chữ nào hết, chỉ có niệm một câu A Di Đà Phật để cầu sanh cực lạc thôi. Từ nơi đó hòa thượng Tịnh Không khuyên mình nên học theo hòa thượng Ái Hiền. Ngài không có kêu mình học theo ngài, vì sao? Vì con đường của ngài đi ít ai làm theo được. Ngài đi trên con đường này ngài quá nổi tiếng, nên có những người, người ta đến gặp ngài, người ta nương vào ngài để phát tiếng. Nếu như vì phương tiện phát tiếng để độ sanh thì còn có thể coi được, nếu như phát tiếng để cầu danh cầu lợi thì việc này là tiêu rồi. Có những người, người ta đến, người ta thân cận với ngài để người ta cầu tiếng tâm.
Nhưng mà thật sự, nếu quý vị thật sự muốn có tiếng tâm, chỉ cần một câu Phật hiệu này niệm tới cùng thôi. Vì một câu A Di Đà Phật được mười phương chư Phật tán thán. Vậy thì niệm một câu A Di Đà Phật này là duyên phước vô cùng viên mãn đầy đủ, đặc biệt. Nhưng nếu như quý vị ngồi đó một mình, quý vị niệm Phật thì việc này cũng khó ai làm được. Nếu như một ngày lên chánh điện tu bốn thời như tất cả mấy bà già trong chùa mà không làm được gì thì việc này cũng khó ai làm được, nếu như những người trẻ. Nên mỗi một căn tính con người thể hiện khác nhau. Như chùa mình tất cả những người già thì lên chánh điện niệm Phật bốn thời. Xuống nhà ăn cơm thì cụ nào có sức khỏe đi rửa chén, rửa nồi phụ. Nhưng cụ nào cảm thấy mình yếu ớt thì về phòng nghỉ ngơi. Đó vì các cụ lớn tuổi già rồi. Còn những người làm được thì khi chúng ta ăn cơm xong, một cái chén, một cái nồi, một cái thau, chúng ta cũng cùng hỗ trợ. Chúng ta làm một chút, vì sao? Vì chính lương tâm mình, tự suy nghĩ đi quý vị. Ngày xưa chúng ta ở nhà mình, không lẽ mình là con người như thế nào? Không lẽ một cái chén, một cái thau, một cái nồi chúng ta cũng không làm được? Ăn xong rồi vách cái mông của mình đi về phòng nằm nghỉ. Không lẽ ở nhà mình là như vậy sao? Quý vị suy nghĩ đi. Cái chuyện này khỏi cần người ta kêu, khỏi cần nói trách nhiệm gì chứ. Mà cái việc này quá dĩ nhiên rồi. Phải nhớ, nó quá dĩ nhiên rồi. Có nghĩa là cái sự tu hành của mình mà mình còn tính toán sau đó từng chút. Tôi lên chánh điện tôi niệm Phật rồi, xuống đây khỏi cần làm gì. Quý vị lên chánh điện niệm Phật là cái chuyện quý vị lên chánh điện niệm Phật rồi. Còn cái việc đi xuống đây làm, mình cần gì mình phải so đo tính toán làm chi? Làm là để hòa nhập đối với mọi người, để hiện một cái tướng duyên, để cho người ta thấy rằng mình là người đi niệm Phật. Từ khi là mình hết xíu quách thì không ai nói mình, hiểu không? Cái việc này cần gì đi nói làm gì? Quý vị thừa biết, thừa biết. Đại lão hòa thượng chúng ta ngày tu bao nhiêu chục năm nay như vậy đó, mà ngài từ bệnh viện mới về là bữa sau lại ngài ngồi ngài coi công trình, ngồi cả ngày. Đó cũng là một công việc của người ta, hết lòng hết dạ. Quý vị nói cực chi vậy, thì nhớ nếu không có những người này làm sao có chúng ta. Có những người, người ta hy sinh như vậy. Nên những đức thường nói rằng có những người đi vô trong chùa không khéo mình càng ngày mình càng tệ. Nó tệ á. Nhưng mà quý vị tệ quá rồi, một ngày nào quý vị cũng không sống được đâu. Nó sẽ có sự chuyển đổi quý vị. Vì sao? Vì mình sống với hết lòng hết dạ. Đối với Phật Pháp là mình đã lấy cái gốc niệm Phật làm chính rồi. Đã lấy cái gốc niệm Phật làm chính thì quý vị nhớ rằng cái việc làm việc nó không có trở ngại gì cái chuyện niệm Phật của chúng ta cả. Bây giờ những đức hỏi quý vị, như ở trong chùa mình, công việc một ngày của những đức, quý vị lấy cuốn sổ ghi thử đi, quý vị sẽ thấy ra. Sao người ta quanh năm suốt tháng người ta vẫn tu niệm Phật, chia sẻ Phật Pháp điều ráng, người ta có bao giờ nói sự trở ngại gì hay không? Cuộc đời con người cảm thấy mình sống mà có sự cống hiến đúng ý nghĩa thì cảm thấy mừng rồi. Nên có những bà già mà những đức thường nhắc, các cụ nói một câu rằng ước gì chúng con còn khỏe, chúng con làm cái gì đó để phụ quý thầy, quý chú, quý cô. Có nhiều bà cụ già bà nói như vậy. Mình bây giờ còn làm được mà mình trở thành một con người vô dụng như vậy. Cái chuyện này quý vị khỏi cần hỏi ai hết chứ. Chính cái lương tâm mình tự mà nhận thức. Phải nhớ, chúng ta sống làm sao mà nó chan hòa được. Tu mình cũng tu được, sống với mọi người mình cũng sống được, đó là chan hòa. Người ta mới lấy tấm gương mình để mà chỉ dạy người khác. Quý vị coi Pháp Sư Hải Khánh, sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền, ở trong chùa làm công việc cực khổ nhất mà chùa không làm, gánh phân, làm việc dơ giấy, bị người mắng giết, chửi mắng gầy la,
luôn luôn nhẫn nại, luôn luôn giữ cái vật hiệu này. Đi làm cực khổ về, không ai chừa thức ăn cho thì nhịn đói. Bữa nào người ta chừa đồ ăn cứng khỏi thì ăn, đồ ăn cứng, đồ ăn hư cũng ăn. Cái hành động người ta như vậy nên niệm Phật giảng sanh để là toàn thân xá lợi, nên lưu danh cho hậu thế người ta mới có thể nêu lên và nhắc lên tấm gương như vậy. Quý vị biết cái người tu hành không có một cái đặc điểm gì tuyệt vời như vậy thì làm sao mà quý vị niệm Phật giảng sanh? Tất cả những người niệm Phật giảng sanh, khi giảng sanh rồi họ đều có một tấm gương đặc biệt. Họ mỗi người là có một cái điều tiêu chuẩn của họ đặc biệt lắm. Thí dụ như Pháp Sư Hải Khánh, thấy chưa? Điển hình. Rồi Lão Đức Hòa Thượng dù có khù khờ cỡ nào đi chăng nữa cũng là người lão thật niệm Phật. Cái đó là hiện cái tướng khù khờ. Người ta chỉ vào đống phân bò, có Phật trong đó lễ Phật đi. Quý vị, người ta chỉ đống phân bò vì có lễ không? Vì nó tôi khôn lắm, ngu gì tôi đi lễ trong đống phân bò. Đúng rồi, nên chúng ta không giảng sanh. Còn nếu như đại trí như ngu như Hòa Thượng Lão Đức thì người ta chỉ đống phân bò, ta nói có Phật ở trong ngày lại đi, đúng là phi phàm, hiểu không? Người ta bắt đứng đây đi, người ta để sợi dây lên cái tay thôi, rồi ngày cứ đứng vậy ngày niệm Phật, phi phàm không? Quý vị chói mình cái là mình mở dây mình chạy mất tiêu. Còn ngài để cái sợi dây lên tay thôi, người ta kêu đứng đây đi, chói ông lại rồi đó, thì đứng đó. Phải đại trí như ngu không? Mình không làm được rồi. Mình là cái dạng 5 năm lừng chừng, tu càng lâu thì cho rằng mình khôn, mình thông minh, lưỡng lự suy nghĩ này suy nghĩ kia, cách này cách nọ để tiện bề mình. Vậy mà có khi mình còn gặp những cái người mà như vậy thì lại tán thán mình chứ. Thì nó tố nào theo tố nấy thôi. Nên quý vị biết rằng cái hành động như vậy tệ lắm. Thí dụ như nếu như những đức có một người làm cha làm mẹ cùng tu với những đức mà họ không nhiệt tình hết lòng, vì những đức cũng cảm thấy ngại ngùng. Như mẹ cha của mình mà hết lòng sống cùng với mình ở trong ngôi Tam Bảo, mà hết lòng hết dạ nhiệt tình phục vụ chúng sanh, làm hết khả năng mình làm tấm gương đối với tất cả đại chúng trong chùa, thì mình làm con của người đó mình cũng cảm thấy nở mặt nở mày và không dám giải đãi, đúng không? Quý vị không dám giải đãi vì sao? Vì mình có người mẹ người cha như vậy, sống hòa thuận, sống trang hòa với mọi người, giữ phép tắc khuôn phép ở trong chùa quý thầy đưa ra đối với tất cả các cô các chú thương yêu lo lắng quan tâm, làm được cái gì nhiệt tình hỗ trợ cho mấy người trẻ. Mình sống như vậy thì con của mình cũng cảm thấy được người ta kính trọng. Vì sao? Vì mình có người cha người mẹ như vậy. Nếu như mình làm người cha người mẹ của người ta mà mình mỗi ngày không có cái tấm gương gì đặc biệt, không thể nào nêu lên được, vậy thì thua. Con của mình nó cũng học theo tấm gương mình. Mình tưởng rằng là mình niệm Phật mình hiện được một cái tướng tự tại, nhưng bao nhiêu con người người ta làm lam lũ vô cùng, mình phải cùng chung tay với người ta chứ. Nên những đức thường khuyên đại chúng trong chùa mình, đại chúng trong chùa mình cũng đặc biệt là khi làm gì chung tay hết lòng nhiệt tình. Quý vị cứ chung tay hết lòng đi, làm gì chung tay hết lòng đi, vui cùng vui, ăn cùng ăn, làm cùng làm, tu cùng tu. Giống như một buổi ăn á, dọn lên những đức thấy ai cũng ăn ngon vô cùng, những đức nhắc một câu, những đức nói cái buổi ăn này chúng ta như là một thời tu, nghe chưa? Vì khi chúng ta ăn, chúng ta cùng ăn rất nhiệt tình, vì thì khi chúng ta làm cũng nhiệt tình và tu cũng phải nhiệt tình, hiểu không? Đi chơi nhiệt tình, ăn nhiệt tình, vậy thì tu mà không nhiệt tình, mà cái gốc là tu, tu nhiệt tình nó mới có được những chỗ này. Tu không nhiệt tình quý vị làm sao hưởng được chỗ này, hiểu không? Nó phải là nhiệt tình. Tu thì cũng nhiệt tình, mà làm cũng nhiệt tình, ăn cũng nhiệt tình, sống vui vẻ nhiệt tình, vậy là đặc biệt. Còn nếu như chỉ chúng ta muốn sống thoải mái mình là nhiệt tình thôi,
Rồi chúng ta chỉ có một góc độ nào thôi, còn những cái khác mình bê tha gì thua. Không được. Nhớ, không được. Đó, nên ở trong chùa mình chung cũng đâu có bắt ép quá đáng quý vị. Từ nơi đó mà phải cố gắng, quý vị thấy. Những đức chia sẻ một pháp nhiệt tình, ho cũng nhiệt tình. Một năm như một ngày phục vụ đại chúng. Một buổi chia sẻ này đưa lên mạng khắp nơi người ta coi, rồi phục vụ người ta chứ gì. Ngày nào người ta cũng nghe, nên tại sao có những người ta đi đến chùa, ta gặp mình người ta quỳ xuống. Chính người ta nói một câu rằng từ những lời chia sẻ này mà cởi mở tâm tư và cho người ta có góc độ nhìn mà giống như Phật pháp cứu cuộc đời người ta, nên người ta cảm ơn mình. Đây là phục vụ chúng sanh đó quý vị. Nên mong đại chúng khắp nơi nơi quý vị nhớ, cuộc sống con người mình lấy niệm Phật làm chính, thì từ nơi cái tâm nhìn thấu buông xuống mà sống với tất cả mọi người, mình nên chan hòa và sống có một cái tâm nhiệt tình đối với tất cả công việc. Những vị đại lão hòa thượng lớn tuổi già như vậy đó, mà còn sự cống hiến như vậy đó. Chúng ta vô chùa có 1-2 năm làm là chúng ta tưởng đâu mình là hơn thiên hạ, là bắt đầu là muốn ngưng công việc lo chuyên tu. Con người này không có tồn tại đâu. Và xin thưa quý vị, tất cả những con người này những đứa cũng sẽ chuyển họ 100%. Những đứa cũng sẽ sắp xếp cho họ, tại những đứa lấy ở đây làm gốc chính để phát triển những đạo tràng khác. Nên những người ở đây mà không nhiệt tình hết lòng là những đứa sẽ chuyển họ thôi. Phải nhớ. Vì sao? Vì những đức muốn lập thành tất cả những con người ở đây là phải hết lòng nhiệt tình chung tay, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, hết lòng hết dạ mình sống với nhau. Vì thì quá đặc biệt quý vị. Nó làm cái gốc này nó có phát triển những đạo tràng kia, nó giống được gì chứ. Đó, nên mọi người phải chăn quý pháp môn tịnh độ, chăn thật mà niệm Phật, để quyết chí đời này chúng ta về thế giới cực lạc quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về thịnh độ.